Ngồi chờ đón con, ông bố tranh thủ nhặt trâu thoăn thoắt, khiến hội chị em xung quanh tròn mắt. Trong lúc ngồi chờ đón con, một ông bố không bấm điện thoại mà lôi túi rau ra tranh thủ nhặt, một công đôi việc khiến dân mạng thích thú. Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ thông tin đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang ngồi chờ đón con gây xôn xao. Theo đó, thay vì ngồi bấm điện thoại như những người khác, ông bố này đã tranh thủ ngồi nhặt trâu thoăn thoắt khiến mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó, mọi cũng ngã nón trước sự sáng tạo, tận dụng thời gian hiệu quả trong lúc chờ đón con của ông bố. Đang rảnh thì nhặt rau, khi về nhà là chỉ việc nấu nữa thôi. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Mọi người đều trầm trồ, bày tỏ sự ngưỡng mộ, thích thú trước hành động của ông bố. Dễ thương quá đi thôi. Đây mới là sự quyến rũ của đàn ông nha. Chị kia thấy dễ thương quá cũng cười ngưỡng mộ nè, cười vì sự dễ thương đó. Người đàn ông mà bao chị em mơ ước, một số cư dân mạng bình luận. Còn bạn nghĩ sao về đoạn clip trên?